Rồi, hello, chào tất cả anh em đến với kênh Phú Quý 49 nha. Thì lời nói đầu tiên Phú Quý lại là chào, là chúc sức khỏe tất cả con chú anh chị em. Chúc cô chú anh chị em có một buổi tối thật vui vẻ, nhiều sức khỏe và tràn đầy năng lượng nha. Anh em xem kênh đừng quên cho Phú Quý một lượt like, một lượt đăng ký kênh, một lượt chia sẻ. Đó là niềm tin, đó là động lực giúp kênh ngày càng phát triển, ngày càng lớn mạnh nha. Thì trước khi vào phần cầu lô số chuẩn ba miền VIP ngày thứ 3, ngày 9 tháng 4 tất cả anh em. Thì Phú Quý xin phép là kiểm tra lại kết quả dự đoán ngày hôm qua trên kênh cho cả anh em. Thì ngày hôm qua trên kênh đài thành phố mình bật tất cả anh em là 8998 hàng 8, ngày hôm nay nó về 8889, chúng ta cũng tưng bừng rỡ với con 891 nhá tất cả anh em. Con 98 hàng 9 về 90, 91, 94, 98, 98, chúng ta cũng tưng bừng rỡ với con 98 về 2 nháy. Như vậy hôm nay trên kênh chúng ta tưng bừng rỡ với con 8998 về 3 nháy đài thành phố. Con 89 này đi thêm một nháy nữa sang đài Cà Mau. Như vậy là ba đài ngày hôm nay chúng ta tưng bừng rực rỡ với con 89 về 2 nháy, con 98 về 2 nháy. Xin chúc mừng tất cả anh em. Hôm nay anh em nào kết ba đài rực rỡ 4 nháy nha. Xin chúc mừng tất cả anh em. Tiếp theo đài Đồng Tháp mình bật 4994 hàng 4, nó về 44 bóng của 49. Hàng 9 về 90, 94, 99, chúng ta cùng chiến thắng con 94 một nháy tất cả anh em. Xin chúc mừng tất cả anh em ở đài Đồng Tháp con 94. Con 94 đi thêm một nháy nữa sang đài thành phố, con 49 đi một nháy sang đài Cà Mau. Như vậy hôm nay chúng ta quá rực rỡ nha. Tiếp theo đài Cà Mau mình bắt tất cả anh em là 0770 hàng 0 về 03, 07, 09, chúng ta cùng chiến thắng con 07 một nháy, hàng 7 về 72, 72. Như vậy hôm nay Cà Mau chúng ta cũng rực rỡ luôn con 07. Chiến thắng rực rỡ miền Nam tất cả anh em. Tiếp theo đài miền Trung. Miền Trung mình bật cả anh em là 3883 hàng 3, ngày hôm nay nó về 3738. Chúng ta cũng ăn được con 38 một nháy tất cả anh em. 83 hàng 8 về 8085. Như vậy hôm nay miền Trung chúng ta chiến thắng được con 38. Anh em chơi cả cặp anh em nhận có lãi nha. Tiếp theo miền Bắc mình bật cả anh em là 1991 hàng 1, ngày hôm nay nó về 13, 15, 15, 16, hàng 9 về 90, 94, 98. 90 sụp gãy không mang lại chiến thắng. Như vậy tổng kết trên kênh ngày hôm nay chúng ta tưng bừng rỡ với con 8998 ba nháy ở đài thành phố, con 94 ở đài Đồng Tháp, con 07 ở đài Cà Mau và cặp 8998 ở ba đài về bốn nháy, con 38 đài miền Trung. Anh em nào kết miền Bắc hay ngày hôm nay thành thật chi buồn không mang lại chiến thắng cả anh em. Thì trên kênh chiến thắng như thế, thì trên Zalo ngày hôm nay chúng ta chiến thắng được những gì đây. Nhận số miền Nam này em, Đồng Tháp lô VIP 42 lót 24 đẹp phải nổ. Thì ngày hôm nay con 42 không về, nó về con 24 cho tất cả anh em một nháy. Tự tin trên mạnh, con 24 đi thêm một nháy sang đài thành phố. Tiếp theo là nhận số miền Bắc này em, miền Bắc lô VIP 38 lót 83 đẹp phải nổ. Thì ngày hôm nay miền Bắc cũng chạy cho tất cả anh em với con 83 một nháy. Miền Trung chúng ta cũng ăn được một nháy ở đài Phú Yên nha. Thì mình không có chụp lại tấm hình nên mình không chia sẻ tất cả anh em được. Rồi không sao, số ngày hôm nay như thế, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục nha. Rồi không để anh em chờ đợi lâu, mình sẽ đi vào phần là cầu lô số chuẩn ba miền VIP ngày thứ ba ngày 9 tháng 4. Thì anh em mong rằng ngày mai nó sẽ đem lại chiến thắng tưng bừng rỡ trên kênh Lãnh Chí Đô, tiếp tục giúp anh em về và an toàn nha. Đầu tiên mình sẽ đi vào đài Bến Tre. Bến Tre mình bật cả anh em cặp kép là 4499. Bến Tre bật cả anh em cặp kép là 4499, hy vọng là Bến Tre sẽ về nha. Tiếp theo đài Vũng Tàu. Vũng Tàu mình bật cả anh em là cầu 5995. Vũng Tàu bắt cả anh em đường cầu là 5995, hy vọng rằng Vũng Tàu sẽ về nha. Thì anh em xem kênh cũng đừng tiếc một lượt like chủ kênh anh em like, chậm tốn gì chậm mắc gì like cho chủ kênh có nhiều lượt tương tác, lượt đề xuất video được nhiều anh em các biết đến, kênh ngày càng lớn mạnh, mình giúp đỡ được tất cả các anh em nha. Tiếp theo đài Bạc Liêu. Bạc Liêu mình bắt cả anh em là 0660. Bạc Liêu mình bắt cả anh em là 0660, hy vọng Bạc Liêu sẽ về nha. Tiếp theo ba đài mình bắt cả anh em là 4499. Ba đài mình bật cả anh em là 4499, hy vọng ba đài sẽ về. Ngày mai mình thiên về con 44, anh em thích thì chơi, còn không tham khảo cho mình nha. Tiếp theo là đài miền Trung. Miền Trung mình bật cả anh em là 1881. Miền Trung mình bật cả anh em đường cầu 1881, hy vọng rằng miền Trung cho về nha. Tiếp theo là đài miền Bắc. Miền Bắc mình bật cả anh em đường cầu là 3663. Miền Bắc mình bật cả anh em đường cầu là 3663, hy vọng là đồng miền Bắc sẽ về nha. Rồi trên đây là những cặp số như đường cầu phụ mình bắt nữa, đây chỉ mang tính chất là tham khảo chứ không quyết định chiều sẽ về tất cả anh em. Còn anh em nào trùng cầu trùng máu trùng kèo kết với con nào của đài nào của miền nào thì hãy vào nhỏ nhẹ 5 điểm 10 điểm kiếm tiền bữa sáng, bữa trưa, bữa tối,
đi cà phê sáng, lấy về trưa, đi về tối. Còn anh em nào đang xa bờ bị cầu đoạn số, hãy kết bạn số lô 0787955762. Mình sẽ tư vấn và hỗ trợ cả anh em những đường cầu VIP tỷ lệ chiến thắng là 98-99%, giúp anh em về bờ an toàn nha. Chúc chiều mai những cặp số những được cầu phụ mình đưa trên đây sẽ về cả anh em ở ba miền, giúp em chọn lựa những số giúp em về bờ an toàn nha. Chúc tất cả anh em trên Zalo tiếp tục thắng lợi tiền về đầy bóp nha. Rồi chào tạm biệt tất cả anh em, hẹn gặp lại anh em video sau vào lúc 20:15 mỗi đêm.